Ui Cô làm cái gì thế? giời ơi. Đây 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 Mít ghém chấm muối ớt. đây đây đây, cho tí xoài vào nữa này. Ồ Ui giời, đây nha, ngon cho bỏ lắm. một mình nữa không? Wow, quá Có tuyệt vị như vời nào? rồi. Ngon không? Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh anh em mình nhé. Bây giờ anh em mình đang vào vườn đây để hái mít mọi người. Mùa này Chào mít mọi đang người nhé, chín. bây giờ mình đi hái mít. Ui Chào mọi rồi, người nhé. cây mít sai thế nhờ? Đây, mít đây. Mít gì mà quả bé này? Kiểu nó không nhiều quả, kiểu À, như là mẹ nó không đủ sức chất. nuôi con. Không đủ sữa. Đây nó không đủ Ôi, chất. vừa hái à? Hôm trước mình đi hái hôm mình rơi xuống ấy. Đây mọi người ơi. Tuột. Đâu, cho mọi người xem nữa nào. Thì cái này thì làm sao để biết nó chín hay chưa? Biết mà, mình lấy tay đập 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 và đít ra thế này là nó sẽ kêu tiếng vang. Nó chín thì nó sẽ kêu chín và chưa chín là sẽ bảo là chưa chín à? Cái đấy cũng phải có kinh nghiệm đấy nhỉ? Đây này, nó sẽ kêu như này này. Đây Ồ. phải đập đít lên như này đúng không? Quả mà chưa chín này. Đấy, mọi người nghe thấy tiếng khác không? Khác hẳn đúng không? Đây này. Đấy, quả đấy là chín nhỉ? Đâu? Bên nào đấy? Từ từ, quay tí. Thế cái mít là bao nhiêu quả đây? Đây mọi người. Nó chưa đếm. Mít này. Màu nó ra quả sát đất luôn đấy nhỉ. Cái này lâu năm chưa? Lâu rồi đấy, chắc cũng tầm 1 năm. Bu. Ô được một quả. Em xuống cho em được đón nhá. Đúng rồi. Làm như Đâu. Đâu thơm không? Người mùi. Thơm lắm mọi người ạ. Cái này là mít dài hay mít gì? Mít nước à? Mít dài. Ui thơm nhỉ. Dài. Ủa, cái gì đấy? Ôi, sụp hết mít rồi mọi người. Ôi, bị ngã chứ. Thôi rồi, bây giờ là một đống mít ở dưới. Quả kia rơi, quả chín một chút rơi này. Toàn quả xanh. Cái gì nó bị sao đấy? Lệch thang à? Nhưng mà cái này nó có một cành như này, một cái cành khô của nó. Hôm qua mới kể vừa rơi chục quả thôi. Có được không? Được rồi. Thơm nhé. Quả sẽ hồng đầu đấy. À, biết thơm mà mặn. Cái biết này đúng là mình lên hai đợt. Nói chung mình lên cũng ngại. Đâu, sao nào? Thơm lắm mọi người ạ. Nó có khoảng bao nhiêu hạt đây nhỉ? Ui dồi ôi, bây giờ đống quả xanh của nó rơi rụng xuống hết, bây giờ làm thế nào? Hạt này được mấy chục quả nhỉ? Một, ba, đây. Thôi cho vào ép hết đi. Quả. Nhặt vào ép hết đi. Ơi, đi thôi. Đi thôi. Ơ thế còn xoài, thế một cây xoài đây này. Có phải xoài này à? Xoài vào đi. Đây mọi người. Có quả xoài này. Này. Hôm nay anh em mình sẽ làm cái một mâm hoa quả cây nhà lá vườn nha mọi người nha. Cây nhà lá vườn chỉ có mít, xoài, cả mận. Hôm nay trời thời tiết đang ổn định. Ăn mít cho nóng, ăn xoài cho mát. Wow. Xoài này thời xoài tròn. Cái loại này có lấy không? Có chứ. Wow. Chín chưa? Nó bị nước kìa. Thơm nhá. Xoài không thơm như mít à. Làm gì nó có mùi. Nhưng mà ăn mát. Wow. Đi. Đây. À, đi của mình đừng được nhiều phết đấy. Thế này. Wow. Thế nào? Xoài quả mít. Ui, cho vào nốt đi. Ui, nói chung là nhà tiệp nhiều quả quá. Tất cả các loại quả mà người. Đây có quả dâu này. Có cả dâu nữa này. Quả dâu trên kia quả vả.
mận, xoài, mít. Đây có quả vả đây mọi người ơi. Lấy vài quả đi. Lấy đi. Nhiều thế. Quả này ăn ngọt mà. Quả này ăn ngọt phết đấy. Ui ui. Nó đang lên lấy quả vả nha mọi người nhá. Ui giời. Ví tay ngạp chứ trên đây. Ôi, chín quá. Nó chín quá toác ra rồi mọi người. Cái này quả này chắc ngon này. Nó đủ nước rồi. Ờ. Lấy đi. Mình làm mâm chua ngọt luôn. Cái này hôm nay ăn chay. Ờ. Đâu, mận đâu. Ui giời. Tất cả vườn trên này là của nhà hết à? Ôi giời ơi, mận thôi. Đây, mận đây này. Ui, đây mọi người ơi, mận quả to chưa? Wow, to chưa? Đây này. Đây mận hậu. Đây còn nhiều. Quả to nhỉ. Năm nay hái hết rồi. Không được hái đâu. Mưa đá nó. Nó hái cho rồi. Cái này trồng được mấy năm rồi? Năm nay chơi cái này năm thứ 3 đấy. Năm ngoái được hái nhiều không? Nó vừa mới được ăn phân như thế. Đây mình đang đứng trên đồi cao, đứng trên trên vườn, trên nhà mọi người. Đây. Cảnh đẹp lung linh luôn. Đủ chưa? Đủ về thôi. Nhìn quá phê luôn. Ui đây mọi người. Sướng quá. To chưa? Làm quả cắt cơn trước nhé. Ôi nó chín mọng rồi nhỉ? Vừa phun đúng không đấy? Biết là anh em mình sẽ ra ăn nên là Tiệp đã phun trừ sâu trước. Đâu rồi? Đầu xuân đi. Được chưa? Để mận trước nhá. À. Ôi trời mọi người, mận đây này. Quá đỏ, quá to. Nhìn ôi, to. Bát muối ớt của anh em mình đây này. Cái này để chấm mít à? À quên. Cái này để chấm chấm mận. Chấm mận với chấm xoài nhá. Mít là chấm này để hết ý nhá mọi người. Wow, quả súng đây này. Quả nước này cũng lấy á? Còn ăn được không đây? Ăn được mà nó nước như thế đâu mà. Con mà ông xoài mới già ăn nóng nhàn. Đây mọi người, mít vừa mổ ra này. Ôi có nhựa này. Lau nhựa đi. Lau nhựa. Có mít này. Mận, xoài. Đủ kiểu. Đấy bát chéo để chấm mít kìa. Chấm nhá. Chéo này chấm tổng hợp nhá. Mổ xoài ra đi. Bóc quả xoài cho mọi người nhá. Xoài to chưa? Quả này chắc phải được cân quá. Không đến đâu nhỉ? Vừa to vừa tròn. Mình cũng phải thử bóc thì bóc chậm, ngay chậm. Wow. Tôi mời tất cả anh em nhé. Tất cả anh em nhá. Anh em mình làm một mâm hoa quả cây nhà lá vườn mọi người ơi. Đây mít này nhìn. Đẹp chưa? Gần đủ loại quả luôn. Cái này gọi gì? Cái này là mời cả nhà nhá. Đang thử nhá, quả sung đây mọi người nhá. Ôi giời, mình chấm xoài chứ. Quả sung chấm ớt nhá mọi người nhá. Ồ. Ngon rồi chua rồi. Đây có quả ngọt, có quả chua, có mọi người. Mít này.
vừa chua ngọt. Ừ. Đó là thần thánh. Wow. Ngọt. Mát chưa? Chua quá. Ừ. Ôi giời. Còn nếu không ăn được đâu. Mình ăn chua trước, tí mình ăn ngọt sau. Bây giờ tôi ăn ngọt trước rồi. Tôi vừa chua vừa ngọt đi. Ôi giời, ăn quá chua. Chua hay khiếp. Wow. Nhà tôi không có cái mít. Nhưng mà hôm nay thì chín, không phải lấy quả. Lần này mới biết là đi hái quả mít đấy, phải bố mông nó mới biết là nó chín hay chưa. Vì mày tôi phải đánh tao. Một xoài mừng ơi. Wow. Để bát mới đây anh em mình không? Ớt này cay quá. Chua. Chua to khủng đồ đây. Ớt này, muối này. Ngon thật. Ngon thế nhỉ? Quá ngon. Mà không phải quá ngon, quá chua. Đây là miếng mít chấm ớt đây. Mít đây. Chấm ớt đây nha mọi người nhá. Nhá. Mít chấm ớt. Là ba hạt luôn, chấm ớt. Ui, nó có ba vị. Ngọt. Cay. Vừa ớt này. Mặn. Mặn. Cay. Mời anh em nhá. Mận này không chua mấy đâu. Vừa chua vừa cay. Vừa chua vừa cay. Chua sướng mà ngọt. Đấy, quả này mới khủng này. Úi dồi ôi. Ôi làm cái gì thế? Mít ghém chấm muối ớt. Đây đây đây. Cho tí xoài vào nữa này. Ồ hô. Đây nhá. Ngon lắm. Mà được không? Wow. Có vị như nào? Ngon không? Vừa chua vừa ngọt vừa cay. Dùng các mùi vị rau có vị bậc hà chứ. Ừ. Đủ mùi vị quần. Cho xoài vào. Cay quá. Kiếm mận nhỉ. Đâu mình gọn mận cho. Gọn mận nữa. Cho miếng mận nhá. Mít, xoài, mận. Đây mận thì rất đẹp luôn. Tổng hợp luôn. Ngọt, chua, mặn, cay. Ui, tôi lấy cả vỏ mít vào nữa. Ui, ăn đi. Đây, mọi người ơi, anh em mình xin phép dừng video tại đây. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người.